Một là võ sư Hoàng Thanh Phong, hai là cụ Nguyễn Văn Tảo. Vâng, lên xe đi như thế là có bà Phạm Tuyết Kim là hội viên hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Phóng viên quay đi cùng chúng ta ở phường thì có ông Lê Thanh Hướng, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của phường. Ông Nguyễn Văn Tạo, thường vụ hội người cao tuổi phường và là trưởng ban văn hóa thông tin của phường, và ông Hoàng Thanh Phong, võ sư Hoàng Thanh Phong đi đến hôm nay cũng đi, và trên quận thì có năm bác đại biểu của quận đi cùng chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin chào tất cả các bác và xin chúng ta như bác đứng lớp đó rồi. Văn xuân biểu diễn nhắc lại là Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bị ăn mặc đẹp chưa? Chúng tôi xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu và quý khách của câu lạc bộ Vạn Xuân thành phố Hà Nội xin mời vào để lễ đền A Di Đà Phật. Không lên.
Xin mời các quan khách đi vào đền ạ. Mời các cụ lên đi, đi thẳng, đi đi thẳng vào đi nào. Mời các cụ đi. Đẹp lắm. Em xinh tươi lạ lùng. Em xinh là xinh như cây lúa. Vâng. Mời các bạn tiếp theo vào trong đây là để lấy cảnh. Để lấy cảnh xong vào thường. Vào đèn. Đây không mất cái này chăng được không? Phật để chị em chúng con mãi già.
họ là làm gì quá hội lễ mọc lòng thành hương đăng chào quà chúng con thầy ăn mày phước phật là chứng minh ước nguyện an được hiền vân biến mãn thập phương giới vô biên phật độ chúng phá tan thành hết mọi đường tối tăm nhung nhan đẹp của 32 hướng tốt sức ngoại linh vô lượng vô biên cho bao loài được như nguyện một lòng mình đăng chẳng thiên vị thì coi kẻ oán cũng nghi ruột thế thả thuyền thơ vất lên trầm luân chúng con được cũng có tiện nhân được làm người lại được gần như lai kính lại ngài son xét đợi nguyện đời đời sạch hết nghiệp duyên không còn vương chút lo phiền tiêu đao tự tại chứng nên bồ đề an bà nhật na bạt an bà nhật na bạt an bà nhật na bạt nhớ tâm kính lễ đường chủ tam bảo khắp mười phương con nam mô a di đà phật chị em tất cả bát gia trong mọi khi con sám hối lại chín thiên lời mười phương chư Phật mười phương chư pháp mười phương chư tăng đệ tử con bát gia trong mọi chị em chúng con đầu năm nhân mới lễ mỏng lòng thành năm thi hoa hội để đem miệng về tô đem đầu bái yết để lễ mỏng lòng thành những ngày đền trời soi khắp bốn phương chứng minh công đức cho bát gia trong mọi chị em chúng con họ tăng họ trần trong ông lộc bộ vạn xuân ô lộc bộ vạn xuân Ba Đình Hà Nội của chị em chúng con nhất tâm nhất niệm nhất thiết nhất thành để lễ mỏng lòng thành để từ con xin đem đầu sám hối vạn thế sở tạo chư ác nghiệp giải do vô thị tham sân si đồng thân khẩu ý chi sở sinh nhập thiên hạ nhìn lại sám hối như thế nhờ tiếp chư nghiệp trường giác giải tiêu diệt thần vô dư niệm niệm chi chú pháp giới quảng độ chúng sinh giải bất thoái sám hối di quy mạnh lễ a di đà phật mười phương chư phật chứng minh bạch gia trong mọi mười phương chư phật chứng minh bạch gia trong mọi mười phương chư phật chứng minh nam mô a di đà phật sám hối hàng xa xôi chúng phật con sám hối mười phương chư Phật, mười phương chư pháp, mười phương chư tăng, con sám hối hằng hà sa số chư Phật, bát gia cho mọi chị em chúng con.
trẻ vừa qua già thì cũng đã tới, con ăn chẳng sạch, con mạch chẳng thông, con xin sám hối, con nam mô A Di Đà Phật, con sám hối nam mô A Di Đà Phật, để cùng con nhất tâm nhất niệm nhất thiết nhất thành làm tỳ khoa hộ, lễ mỏng lòng thành người hiếm của kiệm, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá vào chính là ta tự phụ. Thánh. Không, nhưng mà để cho các bài đi nó hay chứ nó đẹp. Đừng có chụp cái chụp này. Đấy, tôi đã chuẩn bị thông báo các cụ hai ba. Má là vì những đứa mày khấn thì lâu rồi. Nó mái là không làm được cái này đúng không ạ? Ngoài thì đang đi kiểu ấy thì bà biết xong hết cả bà lại. Chuông chùa chiêu mộ vọng quê hương, câu lạc bộ vạn xuân tỏ hạnh vương, tâm niệm đời đời xây cảnh Phật, lòng thành công đức dựng gác chuông A Di Đà Phật. Okay.
mênh mông như lệ ôn lượng độ cho khắp cả mười phương và tổng khổ não lên người yêu giao. Đạo bầu nhiệm núi cao khôn sánh khắp muôn đời và mãnh quỷ. Sống lòng nghĩ tha thứ hay dâm bằng biển khổ sông mê chẳng còn thành phiền não cùng non ngã mạn. Phá tan thành từ ngọn tới chân nằm không vương chút bụi trần pháp thân tự tại muôn phần yên vui. Báo thân lượng đời nhàn hào quang soi khắp mười phương. Phá tan thành hết mọi đường tối tăm nhung nhà đẹp. Ba mươi hai tướng tôn đức ngoại đến vô lượng vô biên cho bao loại được như nguyện một lòng bình đẳng trong thiên vị. Coi kẻ oán cũng bị được thì thả thiền từ mới thế trần luân chúng con đừng có thiện nhân được làm người lại được lần hôm nay. Chính lại ngài soi xét hiện đời đời sạch thế tiệp thiên chẳng còn thương thích mò thiền thương đạo thương.